Xin chào các bạn. Con đường tri thức tuần này sẽ đưa các bạn đến với Osaka, thành phố lớn thứ ba của đất nước mặt trời mọc. Chúng mình sẽ cùng tham quan một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật Bản nằm tại thành phố này nha. Đại học Osaka. Chắc hẳn các bạn sẽ quan tâm mình sẽ đi du học ở một thành phố như thế nào nhỉ? Trường học của các bạn sẽ ra sao? Điều kiện học tập, sinh hoạt như thế nào? Bạn có nhận được trợ giúp gì không? Đừng rời khỏi màn hình, con đường tri thức sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những thắc mắc này nha. Osaka là thành phố trung tâm hành chính của phủ Osaka và là thành phố lớn thứ ba ở xứ sở Hoa Anh Đào với dân số khoảng hơn 2,7 triệu người. Thành phố Osaka nằm trên vịnh Osaka, thuộc đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản. Từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đều có thể bay thẳng đến Osaka. Osaka vốn dĩ đã là trung tâm thương mại của Nhật Bản và cho đến bây giờ, nó vẫn là trung tâm công nghiệp và hải cảng chính, trái tim của vùng đô thị Kansai. Do nằm gần phía nam của đảo Honshu mà thời tiết ở Osaka ấm hơn nhiều so với ở Tokyo. Osaka có khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng ẩm nhiệt độ có thể lên tới 36 độ, mùa đông lạnh với nhiều tuyết rơi. Người dân ở Osaka rất thân thiện và gần gũi. Đến Osaka, bên cạnh việc học, bạn sẽ có thể đi du lịch, khám phá nhiều nơi vì đây là điểm đến thu hút rất đông khách du lịch tại Nhật Bản. Đặc biệt là từ Osaka, bạn không mất quá nhiều thời gian di chuyển đến các vùng lân cận để tham quan những địa điểm nổi tiếng như Kyoto, Nara, Kobe. Bạn có thể đi và về trong ngày. Osaka được chia thành 24 phường và nổi tiếng khắp Nhật với những lâu đài lớn, những khu vực mua sắm dưới lòng đất, các trung tâm thương mại sầm uất, vô số những nhà hàng, quán bar và các hộp đêm trải khắp thành phố. Đến Osaka, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn tuyệt vời, đặc biệt là những món ăn truyền thống do chính người dân địa phương chế biến. Sau khi đã khám phá thành phố Osaka, hẳn bạn đã nóng lòng được khám phá Đại học Osaka với hai bạn nhân vật trải nghiệm nào? Xin chào các bạn, mình là Khoa, rất là hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Con đường tri thức lần này. Mình đã học năm 2 thạc sĩ trường Đại học Osaka chuyên ngành khoa học máy tính và trước đó mình cũng đã học 4 năm ngành công nghệ thông tin ở trường. Trường Đại học Osaka thì là một trong 7 trường đại học hoàng gia của Nhật cũng như là một trong 3 trường đại học top đầu của Nhật tính theo các bảng xếp hạng trong nước cũng như là quốc tế. Và cũng như rất nhiều trường đại học của Nhật thì Đại học Osaka đào tạo rất nhiều chuyên ngành. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về trường nhé. Được thành lập năm 1931, Đại học Osaka là trường đại học tổng hợp đa ngành. Trường đặc biệt có thế mạnh ở ngành y và ngành kỹ thuật, với việc xếp thứ hạng rất cao so với các trường của Nhật và trên thế giới. Trường nằm trong top 60 các trường đại học trên thế giới, theo bảng xếp hạng US World University Rankings. Trường có 3 campus lớn đặt tại 3 quận khác nhau là Suta Campus, Toyonaka Campus, Mino Campus. Đại học Osaka có 11 khóa đào tạo ở bậc đại học, 16 khóa đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ, 5 viện nghiên cứu, 2 bệnh viện đại học. Trường có 23.000 sinh viên, là một trong các trường đại học công có số lượng sinh viên đông nhất tại Nhật. Có 2.273 sinh viên quốc tế đang theo học tại Đại học Osaka. Việt Nam đứng hàng thứ 6 về số lượng sinh viên theo học tại Đại học Osaka với 86 sinh viên, cả ở bậc đại học và 6 đại học. Các ngành thu hút nhiều sinh viên Việt Nam nhất là ngành kỹ thuật, ngành khoa học nhân văn, ngành ngôn ngữ và văn hóa, ngành kinh tế. Đại học Osaka là trường đại học công lập lớn thứ ba tại Nhật Bản. Hiện trường có khoảng 23.000 sinh viên, trong đó có 15.000 sinh viên đang theo học hệ cử nhân, 8.000 sinh viên đang theo học ở các bậc học khác. Kinh phí trường chi ra mỗi năm khoảng 2 tỷ đô la. Đại học Osaka mang tới một môi trường học tập rất tốt cho các bạn sinh viên, với rất nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn theo học những ngành học mà các bạn yêu thích tại Đại học Osaka. So we have some various kind of research field. Đại học Osaka có nhiều chuyên ngành khác nhau với đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Các khoa và viện nghiên cứu sau đại học của Đại học Osaka luôn được đánh giá ở top đầu trong các lĩnh vực công nghệ tiên phong. Chúng tôi cũng có đội ngũ giáo viên với trình độ chuyên môn cao, có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh để phù hợp với các sinh viên quốc tế.
Điểm thuận lợi khi theo học tại Đại học Osaka và cụ thể là theo học tại khoa này, đó là chúng tôi có rất nhiều sinh viên quốc tế. Khoa chúng tôi có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất trong các khoa tại trường Đại học Osaka. Trong phòng thí nghiệm của tôi, có hơn 30% sinh viên đến từ các quốc gia khác. Bởi thế mà các bạn đều giao tiếp, trao đổi bằng tiếng Anh. Trong các buổi thảo luận và cả những bữa tiệc của khoa, chúng tôi đều sử dụng tiếng Anh để các sinh viên quốc tế có thể tham gia vào tất cả các hoạt động. Giáo viên cũng giảng dạy bằng tiếng Anh, đặc biệt với các bậc học sau đại học. Và tôi nghĩ đó là một môi trường học tập rất tốt cho các bạn sinh viên quốc tế. Môi trường làm việc mình cảm giác rất là thân thiện giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Nhật tất cả. Thì mọi người rất là hòa đồng và có thể giao tiếp được với nhau. Điều đó không phải tất cả các trường đại học nào cũng có thể làm được. Là những người rất tận tụy với nghề, những người rất có trách nhiệm và quan tâm sinh viên, sẽ giúp các bạn, thúc đẩy các bạn để các bạn có thể nắm được cái phương pháp nghiên cứu khoa học. Từ đó các bạn tạo ra được những kết quả tốt trong nghiên cứu học, bởi vì các thầy cô cũng rất là nghiêm khắc và cũng rất đúng giờ. Những cái đó giúp cho mình tạo lập được một cái khả năng làm việc độc lập và cái sự chuẩn xác trong làm khoa học. Các giáo sư không ép buộc sinh viên là phải học cái này, học cái kia, mà các giáo sư sẽ đưa ra những cái gợi ý, các giáo sư sẽ cố gắng hỗ trợ mình trong việc đó. Cái việc đó giúp cho kết quả học tập của mình nó được tự chủ hơn. Trước hết là giáo sư cho mình được thỏa sức sáng tạo trước, là mình có thể đề xuất bất cứ hướng nào. Sau đó giáo sư sẽ nghe và góp ý, xem đề xuất đó nó có phù hợp hay không, nó có hợp lý hay chưa, và nó đang bị thiếu sót thì bắt buộc mình phải tìm hiểu sâu hơn và mình đề xuất giáo sư và thuyết phục giáo sư. Đại học Osaka là đại học lớn nên chúng tôi có cơ hội tiếp cận rất nhiều nguồn quỹ để trang bị những thiết bị, máy móc hiện đại trong các phòng thí nghiệm. Sinh viên có thể sử dụng những thiết bị, máy móc này để học cách vận hành chúng. Và từ việc sử dụng những trang thiết bị hiện đại này, các em có rất nhiều dữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Và cơ sở vật chất của Viện Hàn tại đây thì rất là tốt. Họ có những thiết bị theo mình biết thì là tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Và nhờ những thiết bị như thế, chúng mình có thể tạo ra được những kết quả nghiên cứu có thể nói là rất mới so với thế giới. Và cũng giúp cho mình có thể công bố được những cái kết quả đấy ở các tạp chí khoa học chuyên ngành với cái chất lượng rất là cao. Ở đây là rất là tiện nghi. Từ máy tính, từ tài liệu, từ sách vở, tất cả cái gì bạn cần thì họ sẽ đáp ứng. Từ những thứ nhỏ nhất tới những thứ lớn nhất thì ở trong lab tất cả mọi thứ đều có cả. Mình không phải băn khoăn lo lắng về cái chuyện là điều kiện học tập nghiên cứu của mình như thế nào. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn rồi và mình chỉ cần làm việc thật nhiệt tình là thôi. Đối với mình, sau một năm học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mình đã sang Nhật du học theo học bổng chính phủ Nhật Bản và mình đã chọn học tại trường Đại học Osaka. Tuy nhiên, ngoài học bổng chính phủ thì trường Đại học Osaka còn có rất nhiều các chương trình khác dành cho các sinh viên nước ngoài muốn theo học tại trường ở các bậc đại học, thạc sĩ hay là tiến sĩ. Vậy cụ thể, các bạn cần chuẩn bị những gì để có thể vào học tại trường? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Để ứng tuyển vào Đại học Osaka, trước hết sinh viên phải trải qua kỳ thi EGU để có thể du học tại Nhật Bản. Sau đó các em phải vượt qua kỳ thi đầu vào của trường. Các em phải vượt qua hai kỳ thi đó. Ví dụ như với bậc cử nhân của khoa kỹ sư, kỳ thi đầu vào sẽ bao gồm kiến thức về toán học, vật lý, hóa học, những môn khoa học cơ bản. Và các em cũng cần có trình độ tiếng Anh nhất định. Mỗi khoa và các bậc học sẽ yêu cầu trình độ ngôn ngữ khác nhau. Các sinh viên quốc tế đều có chứng chỉ IELTS, TOEFL khá cao. Với bậc học thạc sĩ hay tiến sĩ, chúng tôi có kỳ thi riêng của trường. Các giáo sư sẽ phỏng vấn từng sinh viên, thường phỏng vấn qua Skype vì sinh viên thường tới từ các quốc gia khác nhau nên như vậy sẽ tiện cho sinh viên. Các em nên nộp hồ sơ vào trường từ 3 đến 6 tháng trước thời gian nhập học.
Chúng tôi có hai kỳ nhập học, một vào mùa xuân, một vào mùa thu. Một năm học có hai học kỳ. Thời gian nhập học sẽ vào tháng 4 và tháng 10. Với những sinh viên muốn theo học tại Đại học Osaka, các em nên biết tiếng Nhật, vì như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi với giáo sư, cũng như thực hiện các nghiên cứu. Bước chuẩn bị đầu tiên thì phải là tinh thần, có nghĩa là bạn phải có một cái quyết tâm cực lớn là bạn muốn theo học ở trường này. Tiếp theo tất nhiên là phải chuẩn bị về hành trang, về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, bằng tiếng Anh hoặc là chứng chỉ tiếng Nhật. Rồi sau đó thì bạn phải viết những cái hồ sơ giống như là CV hoặc là những cái information về bản thân. Các bạn cũng cần phải chuẩn bị cho mình, đó là những cái vốn ngoại ngữ. Ở Nhật thì song hành cả hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Nhật đều có thể được chấp nhận. Nếu về trình độ tiếng Anh thì như một số trường họ sẽ yêu cầu là TOEFL, nhưng trường đại học Osaka thì điểm TOEIC cũng có thể được chấp nhận. Các bạn phải tham gia thi tuyển đầu vào. Thi tuyển đầu vào ở đây thì tùy từng khoa, từng ngành sẽ có cách thức khác nhau. Như ví dụ ở viện mình thì các bạn sẽ có một bài presentation với một hội đồng gồm có khoảng 5, 7 hoặc thậm chí là 10 giáo sư. Cái này phụ thuộc vào từng cái chủ đề nghiên cứu. Cấp bậc là master, tiến sĩ, mình khuyên các bạn là nên tham gia nghiên cứu khoa học cùng các thầy, cùng các bạn và cố gắng viết được nhiều báo thì càng tốt. Vì càng viết được nhiều báo thì bạn sẽ có những cái kinh nghiệm để nộp báo sau này. Bởi vì tất cả các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ thì họ không yêu cầu báo, nhưng bạn có nhiều báo thì bạn sẽ có cơ hội để apply cho tiến sĩ. Mà có tiến sĩ mà có nhiều báo thì bạn sẽ có cơ hội ở lại apply làm việc cho các trường đại học lớn ở Nhật hoặc là ở trên thế giới. Đại học Osaka rất quan tâm tới việc hỗ trợ các sinh viên. Chúng tôi có trung tâm hỗ trợ dành riêng cho các sinh viên quốc tế. Một số khoa còn có văn phòng riêng để hỗ trợ sinh viên quốc tế tại khoa mình. Chúng tôi có IRIS, phòng thông tin cho các sinh viên quốc tế. Đây là không gian chung của các sinh viên quốc tế. Tại đây các em có thể gặp gỡ và giao lưu với các sinh viên người Nhật và cùng tham gia nhiều hoạt động. Chúng tôi cũng có nhiều câu lạc bộ, hội nhóm với nhiều hoạt động do chính các sinh viên tổ chức. Một trong số đó là các buổi cà phê phong cách Nhật Bản trong các giờ ăn trưa. Tại đây, sinh viên quốc tế và sinh viên Nhật Bản có thể trò chuyện bằng tiếng Nhật. Không chỉ có các hoạt động do các sinh viên tổ chức, chúng tôi cũng liên hệ rất chặt chẽ với các tổ chức địa phương. Có rất nhiều tình nguyện viên địa phương hào hứng tham gia các hoạt động với các sinh viên quốc tế, chẳng hạn như các chương trình thăm nhà của người dân địa phương vào mỗi dịp năm mới. Các sinh viên quốc tế có thể ghé thăm nhà của các tình nguyện viên để có những trải nghiệm về văn hóa. Phòng thông tin cho các sinh viên quốc tế thực hiện các hoạt động trợ giúp sinh viên từ trước khi sinh viên tới nhập học tại trường. Khi sinh viên trúng tuyển vào Đại học Osaka, chúng tôi liên hệ với các sinh viên quốc tế và sau đó giúp các em hoàn tất các giấy tờ thủ tục để xin visa. Trong thời gian học tập tại Đại học Osaka, nếu các em cần gia hạn visa hay bất kỳ vấn đề gì liên quan tới nhập cảnh, lưu trú tại Nhật Bản, thì văn phòng vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các em. IRIS cũng thông tin về các học bổng. Có những học bổng mà sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ từ trước khi các em tới học tập tại Nhật. Với những sinh viên đang theo học tại Đại học Osaka và muốn được hỗ trợ để tìm học bổng, chúng tôi có rất nhiều thông tin học bổng từ các quỹ, các tổ chức tư nhân. Các em có thể nộp hồ sơ. Chúng tôi cũng mang đến những thông tin về các công việc làm thêm để sinh viên có thêm thu nhập. Về sự hỗ trợ sau khi tốt nghiệp, chúng tôi có bộ phận riêng chuyên tư vấn cho sinh viên về phát triển sự nghiệp. But the students have to like apply themselves. Khi mà mình qua bên này thì mình không có đủ điều kiện để nộp học phí của trường, cho nên là trường sẽ vào mỗi kỳ học thì trường sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký để miễn học phí cho những sinh viên mà không có điều kiện. Thì cũng may mắn là mình cũng nhận được sự hỗ trợ rất là tích cực của trường. Mỗi lần mình đăng ký thì mình cũng đều được miễn học phí từ trường. Cho nên là cái việc đó giúp rất lớn cho cái việc mà mình có thể ở lại Nhật và tiếp tục cái chương trình học thạc sĩ của mình. Thông qua phần chia sẻ vừa rồi, chắc hẳn các bạn cũng đã có những hiểu biết khái quát về trường Đại học Osaka, cũng như các bạn có nguyện vọng muốn học tại trường cũng đã biết rõ hơn cần phải chuẩn bị những gì, đúng không ạ? Ngoài học tập và nghiên cứu thì đời sống sinh viên tại trường Osaka còn rất hết sức phong phú. Ngoài các khu nghiên cứu và các khu giảng đường, trường có rất nhiều các khu tổ hợp chức năng khác nữa. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tiếp tục khám phá trường cùng với bạn nữ hết sức xinh xắn và dễ thương nhé.
Chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Con đường tri thức. Mình là Sâm, mình đang học công nghệ sinh học theo chương trình tiến sĩ của học bổng chính phủ Nhật. Hôm nay mình sẽ là nhân vật trải nghiệm giúp các bạn khám phá trường đại học Osaka. Trường đại học Osaka của chúng mình thì có 3 campus, mỗi campus cách nhau 8 km. Tuy nhiên, việc đi lại vô cùng thuận tiện bởi vì chúng mình đã có hệ thống bus miễn phí giữa các campus. Bây giờ mình sẽ ra bến xe buýt nhé. Chỉ với khoảng 20 phút, các bạn có thể đi từ Suita cho đến Toyonaka và ngược lại. Hệ thống bus của trường cũng gần giống với các loại bus công cộng ở Nhật. Nó bao gồm khoảng 30 ghế ngồi và hàng chục các vị trí tay cầm. Giao thông ở Nhật thì vô cùng an toàn và thuận tiện. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé! Nơi mình đang đứng trước ở đây chính là thư viện của Toyonaka Campus. Đây chính là thư viện chính và là một trong 4 thư viện lớn nhất của Đại học Osaka. Ngoài ra thì Đại học Osaka còn có nhiều các thư viện lớn nhỏ khác nhau. Và với phương châm đó là tri thức là dành cho tất cả mọi người. Nên nếu bạn không phải là... Xin chào các bạn, con đường tri thức tuần này sẽ đưa các bạn đến với Osaka, thành phố lớn thứ 3 của đất nước mặt trời mọc. Chúng mình sẽ cùng tham quan một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật Bản nằm tại thành phố này nha, Đại học Osaka. Chắc hẳn các bạn sẽ quan tâm mình sẽ đi du học ở một thành phố như thế nào nhỉ? Trường học của các bạn sẽ ra sao? Điều kiện học tập, sinh hoạt như thế nào? Bạn có nhận được trợ giúp gì không? Đừng rời khỏi màn hình, con đường tri thức sẽ giúp bạn giải đáp tất cả những thắc mắc này nha. Osaka là thành phố trung tâm hành chính của phủ Osaka và là thành phố lớn thứ 3 ở xứ sở Hoa Anh Đào với dân số khoảng hơn 2,7 triệu người. Thành phố Osaka nằm trên vịnh Osaka, thuộc đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất Nhật Bản. Từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đều có thể bay thẳng đến Osaka. Osaka vốn dĩ đã là trung tâm thương mại của Nhật Bản và cho đến bây giờ, nó vẫn là trung tâm công nghiệp và hải cảng chính, trái tim của vùng đô thị Kansai. Do nằm gần phía nam của đảo Honshu mà thời tiết ở Osaka ấm hơn nhiều so với ở Tokyo. Osaka có khí hậu nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng ẩm nhiệt độ có thể lên tới 36 độ, mùa đông lạnh với nhiều tuyết rơi. Người dân ở Osaka rất thân thiện và gần gũi. Đến Osaka, bên cạnh việc học, bạn sẽ có thể đi du lịch, khám phá nhiều nơi vì đây là điểm đến thu hút rất đông khách du lịch tại Nhật Bản. Đặc biệt là từ Osaka, bạn không mất quá nhiều thời gian di chuyển đến các vùng lân cận để tham quan những địa điểm nổi tiếng như Kyoto, Nara, Kobe. Bạn có thể đi và về trong ngày. Osaka được chia thành 24 phường và nổi tiếng khắp Nhật với những lâu đài lớn, những khu vực mua sắm dưới lòng đất, các trung tâm thương mại sầm uất, vô số những nhà hàng, quán bar và các hộp đêm trải khắp thành phố. Đến Osaka, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn tuyệt vời, đặc biệt là những món ăn truyền thống do chính người dân địa phương chế biến. Sau khi đã khám phá thành phố Osaka, hẳn bạn đã nóng lòng được khám phá Đại học Osaka với hai bạn nhân vật trải nghiệm nào. Xin chào các bạn, mình là Khoa, rất là hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Con đường tri thức lần này. Mình đã học năm 2 thạc sĩ trường Đại học Osaka chuyên ngành khoa học máy tính và trước đó mình cũng đã học 4 năm ngành công nghệ thông tin ở trường. Trường Đại học Osaka thì là một trong 7 trường đại học hoàng gia của Nhật cũng như là một trong 3 trường đại học top đầu của Nhật tính theo các bảng xếp hạng trong nước cũng như là quốc tế. Và cũng như rất nhiều trường đại học của Nhật thì Đại học Osaka đào tạo rất nhiều chuyên ngành. Bây giờ chúng ta... Nhà là khoảng 1 man 9 trong phòng đơn và 2 man rưỡi dành cho người đã có gia đình. Vì việc tìm nhà riêng khi mới sang là khá khó khăn và mất nhiều thời gian, các bạn nhớ hỏi bộ phận tuyển sinh của trường về việc đăng ký ký túc xá trước khi sang nhé. Các bạn biết không, sinh viên chúng mình bên cạnh việc học tập căng thẳng thì cũng dành thời gian cho việc chơi thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và để giảm stress. Nơi mình đang đứng ở đây chính là một trong 5 nhà thể chất của trường Đại học Osaka. Ah!
Hi. Chào Nhân, bạn đã chơi đây lâu chưa? Được 3 năm rồi, kể từ ngày sang đây. Thì Nhân thì thường chơi thể thao nên mà áp lực công việc sau mỗi lần căng thẳng là mình phải ra chơi thể thao để xả stress. Môn nào mình cũng muốn chơi nên thường là ở đây thì mình chơi được các môn cầu lông nè, bóng rổ, bóng chuyền và bóng bàn và cả tập gym nữa. Để chơi được ở đây thì bạn phải làm những gì? Chỉ cần trước một tháng mình sẽ lên trang web và đăng ký sân nào trống, cái bàn nào trống thì mình sẽ đăng ký bàn đó. Rồi tới giờ thì mình cứ tới mình chơi thôi. Nhà thể chất mở cửa quanh năm. Ở đây sinh viên chúng mình thường chơi bóng bàn, cầu lông, bóng rổ và tập gym. Đây là nơi sinh viên chúng mình gặp gỡ và giao lưu với nhau. Ngoài ra thì Đại học Osaka còn có rất nhiều khu thể thao ngoài trời với các môn như là tennis, bóng chày hay là bóng đá. Vì đặc thù của sinh viên kỹ thuật chúng mình đó là có lịch học và lịch nghiên cứu cực kỳ dày đặc. Chính vì thế ăn uống trở thành một điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo được sức khỏe. Và đây chính là nhà ăn lớn nhất của Suita Campus và một trong những nhà ăn yêu thích của mình bởi vì giá nó rất mềm cho sinh viên. Các bạn nhớ tới làm thẻ Co-op để có thể có được giảm giá nhé. Với thẻ Co-op dùng cho hệ thống nhà ăn, cửa hàng tiện ích và văn phòng phẩm trong trường, các bạn có thể được giảm giá 5% hóa đơn. Ngoài ra thì các bạn không chỉ có thể sử dụng thẻ ở trong trường, bạn còn có thể sử dụng ở những trường đại học khác. Đây là chiếc khay đựng cơm và ngoài ra thì trên chiếc khay đựng cơm này cũng rất là hữu dụng bởi vì nó có những cái thông tin về tuyển dụng hoặc là những thông tin khuyến mại giảm giá. Miso chanko, oditsu. Mình đã gọi món miso chanko. Mình không thích ăn những món có nhiều đồ rán và mỡ. Hôm nay mình sẽ chọn món cải bắp. Chưng với giá 40 yên, tức là 8.000 Việt Nam đồng. Đây là món yêu thích của mình. Món yogurt, nhưng mà có thêm cả xoài và lê nữa. Thức ăn trong nhà ăn rất đa dạng, các bạn có rất nhiều lựa chọn bao gồm món ăn chính, món ăn phụ và các loại thức ăn khác như cà ri, bún. Ngoài ra thức ăn còn được bày bán theo mùa. Giá cả thường khá là rẻ, dao động từ vài chục cho đến vài trăm yên một món. Thế là xong rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ phải xếp hàng để tính tiền. Sau khi các cô tính tiền thì các bạn có thể dùng thẻ để mà có thể trả. Và bây giờ các bạn hãy cùng với mình đi ăn cùng các bạn mình nhé. Hi. Hôm nay hai người đến cầu lông không? Sẽ ăn thật nhiều không ạ? Và điều đặc biệt đó là ở các phiếu ăn thì các bạn sẽ có thể thấy được là nó sẽ ghi rất rõ là bạn mua, ví dụ như là mua cơm thì có bao nhiêu calo hay là mua thịt thì có bao nhiêu calo. Và tổng cộng là hôm nay mình đã hết 730 kilocalo. Và chắc hẳn là các bạn cũng rất quan tâm đến những khả năng lựa chọn sau khi tốt nghiệp tại Đại học Osaka đúng không ạ? Sau khi tốt nghiệp thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, ví dụ như học lên một bậc học cao hơn như là thạc sĩ hay tiến sĩ, hoặc các bạn cũng có thể ở lại Nhật làm ở công ty Nhật để tích lũy thêm kinh nghiệm, hoặc cũng có thể trở về Việt Nam để theo đuổi những công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên theo mình thấy, đối với những người đã tốt nghiệp tại Đại học Osaka, cho dù có lựa chọn ở lại Nhật hay là quay về Việt Nam, họ cũng đều có những thành công nhất định. Một điểm mạnh của Đại học Osaka là chúng tôi có hợp tác nghiên cứu với một số tập đoàn, công ty. Các công ty cử đại diện tới đây để cùng thực hiện nghiên cứu với sinh viên. Sinh viên có thể chia sẻ kiến thức với đại diện của các tập đoàn, công ty, cùng lên kế hoạch nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm tại Đại học Osaka. Sau quá trình nghiên cứu, sinh viên có thể có cơ hội làm việc tại chính các công ty đó. Các công ty Nhật Bản hiện đã có nhu cầu tuyển dụng các sinh viên quốc tế. Đó cũng là lý do chúng tôi mời đại diện từ các công ty Nhật Bản tới trò chuyện với các sinh viên quốc tế. Các sinh viên có thể gặp gỡ đại diện từ các công ty để trao đổi các thông tin về công ty, về cách vận hành của các công ty Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng hoạt động đó sẽ giúp sinh viên quốc tế hiểu hơn về các công ty Nhật. Qua buổi gặp đó, một sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình thạc sĩ đã được một công ty dược của Nhật tuyển dụng. Hai sinh viên khác đang ở Việt Nam đã được mời tới công ty để thực tập trong vòng một tháng. Sau đó, công ty cũng đã tuyển dụng các bạn. Như vậy lại có rất nhiều vị trí nghề nghiệp dành cho sinh viên quốc tế tại Nhật Bản. Giờ chúng mình hãy gặp lại Khoa để nghe những kinh nghiệm trong việc ứng tuyển sinh việc từ cậu bạn này nha.
xin việc ở Nhật thì nó có một cái đặc thù là các bạn sẽ bắt đầu xin việc từ một năm hoặc đến một năm rưỡi trước khi các bạn tốt nghiệp. Cái quá trình xin việc của bạn sẽ kéo dài trong khoảng nửa năm đến cùng lắm là 9 tháng. Và như thế thì bạn có thể có một kỳ học cuối cùng để có thể chuyên tâm cho việc làm nghiên cứu tốt nghiệp. Bạn sẽ phải chuẩn bị hết sức là kỹ càng. Vì là đối với những công ty càng lớn thì những nhà tuyển dụng họ sẽ càng sắc sảo và càng chi ly. Và nếu mình chỉ có một chút bất cẩn thôi thì họ sẽ đánh điểm trừ mình. Để chuẩn bị được kỹ càng như vậy thì có thể là bạn sẽ phải thất bại ở một vài công ty tầm thấp hơn trước đã. Một kinh nghiệm mình cũng học từ những người đi trước đó là hãy cứ thử sức với những công ty mà mình nghĩ rằng mình sẽ không làm việc đi, để rồi thất bại ở đó sẽ dạy cho mình nhiều điều. Ở Nhật, nhà tuyển dụng người ta không tuyển dụng người giỏi nhất mà người ta tuyển dụng người phù hợp nhất. Thế làm thế nào để biết rằng mình là người phù hợp đối với công ty đó? Bạn sẽ phải tìm hiểu hình mẫu người mà họ muốn tuyển dụng là như thế nào, đặt mình vào cái hình mẫu đó xem mình đã là thực sự phù hợp với cái hình mẫu mà họ hướng đến chưa. Bạn có thể nói được với họ là khi ở bậc đại học tôi đã làm được điều này, tôi đã làm được điều kia, điều đó chứng tỏ cái năng lực của tôi, giống như cái hình mẫu nhân viên công ty đang tuyển, thì khi đó cái đó sẽ là cái điểm cộng rất lớn cho bạn. Đối với ngành mình đang học là ngành công nghệ thông tin thì thực ra nhu cầu của xã hội hiện tại nó đang cao, thế cho nên là cũng là một trong những ngành hot, có thể dễ dàng xin việc ở Nhật. Mình dự định là sẽ làm việc ở Nhật một thời gian để trau dồi kỹ năng chuyên môn cũng như là tích lũy kinh nghiệm làm việc trước khi có thể đóng góp cho Việt Nam. Sau khi mình tốt nghiệp, mình sẽ đi làm ở cho một công ty ở Nhật, tập đoàn Hitachi. Hiện tại thì tập đoàn Hitachi cũng có tham gia cung cấp toa xe cũng như là các thiết bị hạ tầng cho dự án tàu điện ngầm ở Sài Gòn. Và mình cũng rất hy vọng là sắp tới khi mà vào làm việc tập đoàn Hitachi, mình có thể tham gia vào đóng góp vào dự án này. Đó là lựa chọn của Khoa. Về những người bạn khác thì sao nhỉ? Mình cũng đã xác định là sau này khi trở về Việt Nam thì sẽ làm nghiên cứu và giảng dạy tại trường Bách Khoa Hà Nội. Thì trong suốt quá trình học tập ở đây, mình cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, những kiến thức. Cái quan trọng của một người nghiên cứu và giảng dạy thì phải tích lũy được những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm viết báo, kinh nghiệm nghiên cứu. Cái cách mà mình giải quyết vấn đề, giải quyết một cái dự án hoặc giải quyết một cái đề tài mới. Đấy, cách tiếp cận của mình với một cái đề tài nghiên cứu mới. Thì trong suốt quá trình đấy mình sẽ học được rất nhiều thứ. Từ những cái việc mình có những cái mà trong nghiên cứu thì có những cái toàn những cái mới thì nó rất là khó. Mình đã tìm được những cái cách để giải quyết này, hoặc là chia sẻ với những các bạn khác, hoặc với ý kiến với thầy giáo sư để tìm ra những cái cách giải quyết. Thì sau đấy thì mình sẽ tìm cách để mình viết bài này, nộp bài này. Thì mình tin rằng với những cái kỹ năng nghiên cứu mà mình đã được học ở đây, kỹ năng làm việc cũng như kiến thức về môi trường, mình tin rằng trong tương lai nó sẽ là một cái nền tảng cực kỳ tốt cho mình để tiếp tục cái việc nghiên cứu, cũng giống như là làm các dự án và đưa chương trình nghiên cứu cho các sinh viên. Công nghệ sinh học nói chung thì đang là một xu thế của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Và ở Việt Nam thì bây giờ mình cũng đã thấy là đất nước ta cũng đang chú trọng và quan tâm đến cái ngành này. Mình tin rằng là cái kỹ năng là cái thứ mà các doanh nghiệp, các công ty dược phẩm đang rất là cần ở các sinh viên. Tức là các bạn không chỉ có kiến thức, có các kỹ năng về thí nghiệm, mà các bạn cần phải có những kỹ năng khác để phục vụ cho việc nghiên cứu hay là phục vụ cho việc sản xuất sau này. Kỹ năng mà mình nhắc đến ở đây thì cũng có thể là kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng về giao tiếp, nhưng cụ thể hơn nữa là các kỹ năng và các kỹ thuật mà mới nhất và tiên tiến nhất mà các bạn đã được học. Dự định nghề nghiệp trong tương lai của mình hoặc là về Việt Nam hoặc là ở lại Nhật, nhưng cũng có thể đóng góp cho Việt Nam. Nếu như mình về Việt Nam thì mình muốn tham gia vào một cái hướng nghiên cứu mà cũng tương tự như cái hướng nghiên cứu mà mình đang làm ở Nhật, về phát triển thuốc chữa bệnh cho người. Bố mình bị mắc bệnh là từ tháng 6 năm 2017. Thì lúc đấy mình mới nhận ra được rằng, nhận ra một cách sâu sắc rằng là cái thuốc miễn dịch mà mình đang làm nó có đóng góp cực kỳ lớn đối với các bệnh nhân. Và đặc biệt là khi mình nhắc đến hoặc là đề cập đến để các tác dụng phụ của thuốc so với thuốc hóa học. Nếu như so với thuốc hóa học thì các bệnh nhân hoặc là như trường hợp như bố mình sẽ có một tác dụng hoặc là có những tác dụng phụ rất là nặng nề. Nhưng đối với sử dụng thuốc miễn dịch mà mình đang nghiên cứu thì sẽ có những tác dụng phụ ít hơn rất nhiều và tính hiệu quả cũng cao hơn. Và chính vì thế nên mình càng quyết tâm hơn là phải tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ cho mọi người. Khoa, Hoa hay Sâm đều có những dự định của riêng mình. Nhưng dù ở lại làm việc ở Nhật Bản hay trở về Việt Nam, các bạn ấy luôn có suy nghĩ hướng về quê hương và luôn tìm ra cách dùng những kiến thức mình đã học được để góp phần phát triển đất nước.
Với những bạn muốn đến Nhật Bản du học cũng như muốn đến học tại trường Đại học Osaka thì mình hy vọng 30 phút chia sẻ vừa qua sẽ có ích cho các bạn. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về một số ngành học của trường cũng như đời sống sinh viên của trường Đại học Osaka trong số tiếp theo của Con đường tri thức nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, mata o.